Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với GVN Channel. Mình là Remai. Và các bạn đã thắc mắc tại sao anh Tài vẫn còn ngồi đây. Ủa tại sao anh ngồi đây vậy? Tại vì mình thích. Hôm nay thì mình với lại bé Linh, Phong Du, Remai. Để Phong Du, Remai sẽ giới thiệu cho các bạn một cái video clip mới mà hôm nay bọn mình sẽ mang đến cho các bạn, ba con chuột, mà sẽ rất là phù hợp dành cho cái việc mà các bạn anh em chơi game MOBA. Game MOBA thì nó có một số cái đặc tính nó khác so với là game FPS. Và chi tiết là gì, bé Linh sẽ giới thiệu cho anh em trong clip này. Xin mời. Ok, đầu tiên thì sẽ cần phải quan tâm đến chính là chuột dùng để chơi game MOBA thì cần phải có những cái gì? Trả bài. Ok, thì đến với những con chuột mà có thể chơi game MOBA tốt á, thì các bạn đầu tiên là các bạn phải là một con chuột có cái lực bấm nó nhẹ nhưng mà nó phải nảy. Ý là nên là một con chuột lực bấm nhẹ nhưng mà nảy. Thì các bạn click liên tục á thì cái phím nó có thể vừa click nhanh mà nó còn nhận nhanh nữa. Hiểu. Tức thì là sẽ rất dễ lách hết này nọ đó. Đúng, chính xác. Tức là trong cái tình huống giống như nếu như các bạn đã từng chơi nhiều chuột như mình thì mình có cái cảm nhận là những cái con chuột mà nó có độ gọi là cái lực nó bấm nhẹ thì khi các bạn bấm nó sẽ thoải mái hơn, đúng không? Và đối với game MOBA là anh em bấm rất là nhiều. Không phải như là đối với ví dụ như CS:GO nha, ví dụ như là game FPS đi, CS:GO hoặc là PUBG thì các bạn thường click chuột tương đối ít, tức là các bạn di thôi, chủ yếu đa phần là di thôi. Còn click là chỉ khi các bạn bắn, đúng không? Hoặc là aim hoặc là chờ cái gì đó thì các bạn mới click. Còn đối với game MOBA là phải click hoài luôn. Hầu như là trong một game ví dụ 30 phút là phải click 30 phút đó luôn. Đúng rồi. Đúng không? Và mỗi phút click các bạn cả trăm cái. Cho nên là cái việc mà các bạn có một cái con chuột mà cái click này nè, nó nặng quá. Nó nặng quá thì nó sẽ mỏi và đúng nó rồi. Sẽ khó mà các bạn click nhiều là các bạn quên rồi, cái cảm giác liền. Hợp lý. Còn điểm thứ hai là gì? Tiêu chí thứ hai của tụi mình là con chuột của các bạn nên là nhẹ. Tại vì khi các bạn ly chuột á, một ván game MOBA thì phải tầm 40 phút, 30-40 phút đúng không? Đúng. Thì các bạn ly chuột mà liên tục á, mà 30-40 phút lận thì nó sẽ rất là nặng tay. Kiểu đúng như rồi, trừ cái tình huống lên bảng đếm số thôi đúng không? Thì cái đó là bé Linh gặp nhiều. Với mình thì không, mình là một game thủ rất là pro, mình không bao giờ chết. Cho nên là mình sẽ không bao giờ lên bảng đếm số, nên là mình phải di chuột liên tục. Đúng rồi. Và tới yếu tố thứ ba. Tiêu chí này là sẽ là một con chuột có dáng cầm vừa tay. Hợp lý. Tại vì khi mà dáng cầm vừa tay á thì các bạn có thể dễ dàng hơn cho chuyện ví dụ là di chuột nè, rồi lít chuột nè, nó sẽ ổn hơn. Không có bị gọi là với này nọ, nó không là khó mỏi, đúng rồi, nó rất là mỏi. Và cuối cùng là một con chuột có một cái cảm biến tốt. Cảm biến tốt chắc chắn rồi. Chơi game MOBA bây giờ thì nó cũng trai hạt nhiều lắm anh em, kiểu như là hit and run hoặc là bắn mà hụt mà do cảm biến là rất là tệ, đúng không? Thì thực ra cái tiêu chí này nó cũng có thể áp dụng cho tất cả những tựa game khác. Ừ. Tại vì cảm biến tốt là đương nhiên là các tựa game khác cũng có thể sử dụng rồi, được rồi, FPS cũng vậy. Vậy thì nãy giờ chúng ta đã nói quá nhiều về những cái đặc tính, vậy thì giới thiệu luôn cho anh em về ba con chuột chi tiết ở trên bàn này là gì. Con chuột đầu tiên trong list của mình là con chuột G304. Con này là của nhà sản xuất Logitech. Đây là một con chuột không dây wireless. Em thích con này nhất luôn. Ok, đồng ý. Anh cũng nghĩ vậy. Tại vì thứ nhất nha, là con chuột này có thiết kế là thiết kế đối xứng. Phù hợp với cả ba kiểu tay luôn, là palm grip nè, fingertip với lại claw grip. Về cái công nghệ không dây nó là như nào? Đây là công nghệ ClientSpeed của Logitech phát triển á. Thì em thấy là cái công nghệ này nó kiểu như là nó có thể thay thế được chuột có dây luôn á. Tức là nó rất là nhanh và nó ổn định đúng không? Có 1 millisecond. Tiếp theo là về chất liệu của con này thì chất liệu của nó là nhựa ABS thông thường thôi. Nhưng mà tính ra là em cũng xài nó lâu rồi mà nó vẫn chưa bóng nữa. Thì em cảm thấy nó khá là ổn so với một con chuột với giá kiểu tầm thôi, con này tầm gần 900 đúng không? 900 thì đó là 900, một nó triệu. Cũng nhưng mà triệu thôi. Thực tế chưa bóng thì anh thấy nó cũng không hẳn nha. Nó có thể là bị bóng lên nhẹ thì ok. Và thêm nữa thì cái logo chữ G này bắt đầu bay màu rồi nè. Logo bay màu. Đấy, thì nói chung là nhựa ABS thì tầm này thì ok, với lại giá này cũng rất là rẻ, 900 ngàn. Mà anh thấy đặc tính nó ngoài cái ngoại hình ra, anh thích nhiều cái khác hơn, anh nghĩ là em cũng nhận ra. Thì tiếp theo thì em muốn nói về cái gọi là cái sensor của nó. Cái con mắt độc của nó là mắt độc Hero, dòng Hero của Logitech rất là dòng cao á. Thường là dòng cái dòng này là có mắt độc rất là ổn. Với lại Logitech nó đã kiểu tinh chỉnh, người ta đã tinh chỉnh lại thì nó sẽ là tiết kiệm năng lượng hơn nhưng mà nó lại mang lại nhiều hiệu suất hơn á. Đúng, chính xác. Cho nên là con này sử dụng pin rất là trâu. Sẵn tiện nói về pin đi, thì pin con này em dùng được khoảng bao lâu rồi? Pin con này em dùng chắc cũng khoảng 1 tuần rồi đó. Mà trước đây có người xài rồi nha.
Đúng rồi, chính xác. Thì con này thực tế nha, đối với con này có thể xài được tầm vài tháng với một cục pin AA như thế này là chuyện bình thường. Đó là còn chưa kể các bạn nhìn kỹ thì cục pin này của mình nó bị móp rồi nè. Cục pin bị móp là xài cũng lâu không rồi. Tức là cục pin này kiểu như là gần hết rồi, người ta cắn rồi người ta xài tiếp á, dạng vậy á. Có cắn được không? Anh không biết nữa, nhiều người họ kêu là pin gần hết, họ cắn họ xài tiếp, dạng vậy. Thì đối với con này á, đúng không? Chính xác đúng không? Không, camera cũng đồng ý mà. Thì thành ra rõ ràng á là cái chuyện mà con này xài pin rất là lâu và rất là trâu, mình nghĩ là tầm 3-4 tháng xài thoải mái. Ừ. Ngoài ra thì còn gì nữa không? Thực ra thì mình đương nhiên mình phải nói tới cảm giác bấm rồi, đúng không? Cảm giác bấm. Thì đầu tiên á là cái con này có cảm giác bấm cực kỳ tốt luôn. Đúng. Nếu mà anh sờ vào á thì nó là cảm giác bấm rất nhẹ, nhưng mà nó nảy, nó có kiểu cái khớp của nó rất là nảy luôn. Ừ, anh ấn xuống nó không có xuống hẳn, nó có một cái khớp nữa để mà anh cảm nhận được là nó không có bị phản hồi lại. Đúng rồi, có phản hồi, nó không bị trượt đi luôn. Ngoài ra thì cái mình thích nhất của con này á là như tất cả những gì nhảy giờ bé Linh vừa chia sẻ là về mắt độc nè, về cảm biến, về này kia. Nhưng mà thật sự là về cái wireless thì con này nó rất là tiện. Và thật sự là khi mà mình đã sử dụng rồi thì cảm thấy là nó hầu như là không bị nhiễu so với những thiết bị khác ở trong một cái căn phòng. Nên là đối với con này anh nghĩ là anh có thể mang ra net được. Với những bạn kiểu như muốn mang đi cà phê, đi net, đi gì đó để chơi game trên laptop cũng nhiều, dạo này người ta cũng hay. Tức là đối với con này là một cái con chuột đa dụng và sử dụng được thoải mái, không có gặp vấn đề gì cả. Và về tất cả mọi thứ thì mình thấy là con này ok. Tầm 900 thì anh thấy là con này rất là ổn. Thì ngoài ra thì con này cũng có phần mềm riêng nè. Mọi thứ thì mình cũng thấy là ổn hết luôn. Các bạn có nút DPI nè, rồi nút hỗ trợ hai bên nữa. Thì ok hết. Còn các bạn có muốn biết thêm về con chuột này á thì GBN cũng đã có làm một video về con chuột này rồi. Okay. Thì các bạn mình sẽ để dưới link dưới cho các bạn tìm ha. Ok. Ok. Và tiếp theo chúng mình sẽ tới con chuột thứ hai trong list của mình ha. Đây là con chuột cọc xe M55 Pro RGB. Thì tính chính đi các bạn, đây là con chuột của anh Tài cho mình mượn để làm review. Ok, được đấy. Thì anh Tài rất là hiểu con này, hiểu hơn mình nữa. Nhưng mà em xin phép nói về con chuột này ha. Cái cảm giác của các bạn nó sẽ giống như là múa rìu mắt thợ vậy. Ok, mình sẽ nhắm mắt cho qua. Ok. Vô đi em. Đầu tiên nha, là đây là một con chuột có thiết kế là đối xứng. Ok. Thì nếu các bạn để ý thì thực ra là ba con chuột ngày hôm nay của mình đều là thiết kế đối xứng hết. Với lại á, mình khá là thích cái thiết kế của nó. Tại vì cái phần mà gọi là kích thước á, nó không có quá to. Nhưng mà thật ra nó to hơn con G304. Đúng, to hơn xíu á. To hơn một xíu, mà tay mình áp vào á thì nó vẫn cũng vừa, nó cũng không tới nổi. Tiếp theo á, là con chuột này nó có hai cái nút ở hai bên này. Như con G304 chỉ có một nút bên phải thôi. Thì con này nó có cả hai bên, tức là nó dành hoàn toàn cho người thuận hai tay luôn á. Tại vì như G304 em mà xài tay trái á, thì em bấm cái này rất là khó. Nhưng mà với em nha, cái việc mà có hai nút hai bên này đôi khi nó là một cái gọi là bất tiện. Yếu điểm hả? À, em hay bị bấm nhầm cái nút kia đúng không? Tại em mà tay áp vô vậy là cái phần ngón áp út của em nó sẽ bị áp vô đây. Em bóp một cái lần đó. Cái này là một cái minh chứng cho cái chuyện là làm review nhưng mà chưa có test độ kỹ. Đó chính là đối với con này thì cọc xe em chưa nói hết mà IQ. Trời, sẽ bò nút đi. Không phải, okay. em đã test rồi. Em biết là nó có tắt được anh không? Okay. Em chưa kịp nói hết anh ạ. Ok, rồi buồn, rồi. Buồn quá. Ok, cho qua. Rồi tiếp okay. Tiếp gì nữa? Rồi tiếp theo là cái phần con lăn. Ngoài đây nha, mình hơi gọi là hơi buồn cái phần con lăn một chút xíu, tại vì nó là một cái những cái lỗ á. Mình là một người không thể nhìn mấy cái lỗ được. Tức là hoa văn của con lăn. Hoa văn của con lăn. Đúng rồi. Nếu mà nhìn kỹ là hoa văn lăn cái lỗ. Nhưng mà cảm giác lăn thì sao? Cảm giác lăn cũng tốt nhưng mà em không đụng vô luôn. Rồi ok. Ok, không, này là cảm giác cá nhân của em thôi. Đúng rồi, cảm nhận cá nhân thôi. Tiếp theo thì các bạn để ý là hai bên của con chuột này là nó có một cái lớp cao su mỏng nhưng mà nó có hoa văn hình tam giác. Nó sẽ chống chân tốt hơn. Đúng rồi, nếu mà các bạn nào có coi video trước của mình á, một cái video về những con chuột mà dưới 1 triệu mà tóc phần 2 á, thì cũng có một con chuột của cọc xe nó cũng có một cái phần giống như thế này. Thì mình thấy nó cũng khá thú vị. Tức là đặc trưng của cọc xe như rồi. Con này nè, con 304 nè. Con này thì làm gì có cái miếng cao su chống trượt đâu. Hình tam giác này đâu có đâu, con này đúng không rồi. Có, đúng rồi. Con này thì không có. Đó, thì với con cọc xe nó thì có, cho nên là các bạn sẽ cầm nó dễ hơn và không có bị trượt. Thì tiếp theo nha, cái con này cũng có RGB nữa. Đúng. Dù là một cái phần nhỏ thôi, ngay cái logo thôi. Nhưng mà nó cũng đẹp, ít nhất là nó sáng ở trong đêm kiểu. Các bạn có thể tìm tòi khi mà độ của mình ở đâu đó đúng không? Ok. Rồi. Về sensor thì sao? Về sensor thì nó là con này sử dụng sensor của Pixart PMW3327. Rồi ok, chính xác.
nhớ bài. Thì mặc dù con này nói chung là con này giá rẻ nhưng mà cái Pixel 327 là một cái sensor tầm trung khá ok. Ý là nó được tính là một cái dòng nâng cấp của Pixel 320. Đúng rồi, chính xác. Thì cho nên là con này sử dụng để chơi game là không vấn đề luôn đúng không? Đúng rồi. Còn về click bấm thì sao? Phím click của nó theo em nghĩ nha, với em cảm nhận á là em sử dụng con G304 với con này này để em so sánh, thì cái click bấm của con này nó nặng hơn một xíu. Đúng, chính xác. Nặng hơn một xíu thôi, nhưng mà nó cái độ đanh của nó rất là tốt. Kiểu như là anh bấm nó đanh hơn, cứng hơn nữa. Đúng rồi, nhưng mà nó không quá nặng, không quá cứng. Cái này nó tùy vào cái vật liệu làm nên của cái phần nhựa nữa. Nói đúng chính xác như bác Linh vừa nói thì nó click sẽ nặng hơn một xíu. Bác Link. Link. Ok. Rồi, vậy thì đó là tất cả những gì về 55 đúng không? Còn cái gì nữa không? Và con chuột này cũng đã có một cái clip về anh Tài cũng đã làm về con này rất kỹ rồi. Đúng. Thì tụi mình cũng sẽ tiếp tục để link ở dưới, các bạn nhớ tìm nha. Ok, chúng ta sẽ tới với con chuột cuối cùng trong cái list ngày hôm nay ha. Thì đây là một con chuột tới từ nhà sản xuất Rappu, là con nó tên là Rappu V20 Pro. Rappu. Đầu tiên á thì anh Tài thấy không? Đây là một con chuột có một thiết kế khá là hầm hố dành cho những bạn hay con gamer. Đây em thấy rồi, cho anh thấy anh chị, anh thấy rồi. Là, chính xác, con này dành cho gamer đích thực. Không phải đích giả nha. Khá là hầm hố nha. Đúng. Hạt con một xíu đó, nói chung mình nhìn nó ngầu. Ngầu thì nếu mà thiết kế các bạn mà muốn có một cái góc gaming đẹp á thì con này khá là phù hợp, tại vì con này có led nữa, con này có RGB rất đẹp nữa ngay đây nè. Ngoài ra nha, cái thiết kế của con này, đương nhiên các bạn đi biết nãy giờ tất cả con này đều là những cái con mà thiết kế đối xứng, nhưng nó hơi to. Con này nó hơi to so với em, đúng tay rồi, của nó em hơi to so với hai con kia luôn á, so với hai con kia và tay của em luôn. Đúng, chính xác. Nhưng mà các bạn nào tay lớn hơn mình, cỡ tay anh Tài là vẫn xài được bình thường rồi. Mình cũng không xài được luôn. Ủa sao vậy? Nắm tay anh thử biết liền. Nói chứ thật ra thì con chuột này với mình nó cũng gọi là hơi to đó anh em. Mình không có cầm theo kiểu này được, mình hay cầm theo kiểu claw. Mình cầm claw cho nên là việc mà di trên con này mình cũng cảm thấy không có thoải mái lắm. Đó là với tay mình, nhưng được cái mình rất thích trên này là click rất là đanh. Con này click đanh lắm. Đúng là dành để chơi mobile luôn, nhưng mà tay phải to một xíu tại vì lưng con này gù. Và thêm cái nữa là ngay cái dưới đít con này nó có thêm hai cái cánh dơi nữa. Em không thích hai cánh này lắm luôn. Nó kiểu em không thích xài cánh. Ý là em không thích, tại vì khi mà để tay xuống á, cái tay, cái phần mà ngón tay cái của em sẽ bị cạ xuống dưới, cạ xuống dưới cái chuột. Anh hiểu á. Thì nói chung là em không thích có cánh. Đúng rồi, em thích có cánh. Ok, nhưng mà ủa, ê, con này nó có mấy cái nút để làm gì vậy? Đây là nút DPI của nó. DPI mà làm lạ nha. Bình thường là chỉ có một nút DPI để chỉnh lên chỉnh xuống đúng không? Nhưng mà đây là nó có cái lên, có cái nút để chỉnh lên và chỉnh xuống luôn. Ủa bình thường cũng có nút. Em bị lộn. Rồi hiểu, tức là bình thường nút. Chỉ có một nút. Đây là hai nút luôn. Rồi ok, hợp lý. Thì con này nó có hai nút và có một cái chắc là bé Linh cũng thích hơn nè. Con này nó không có cái phần giải bên này. Đúng rồi. Không? Chỉ có hai cái nút bên này thôi. Nó chỉ hai nút bên này thôi. Với lại cái phần mà gọi là cái chất liệu của nó. Các bạn nhìn đi, đây là một con chuột là nhựa nha, nó là nhựa nhưng mà nó có xử lý bề mặt khá tốt, xử lý bề mặt mà nó có nhìn một nó sơn màu silver lên, màu bạc đúng rồi, nhìn khá giống với lại kiểu kim loại đúng rồi, nhìn khá giống carbon. Ok, và thêm nữa là cái phần chiếu nghỉ tay bên này nè. Chiếu nghỉ tay, chiếu chống trượt. Đây chiếu chống trượt chỗ này thì nó làm theo kiểu hoa văn, theo kiểu là lồi lên thì nó giống, cũng giúp bám tay con hơn. Bên này nhưng mà nó dày hơn. Nhưng mà cái này nó không phải là cao su, là nhựa nha. Này là nhựa, hoàn toàn nhựa cứng. Nhựa. Đấy, nó là nhựa cứng nè. Chứ không phải là cao su. Ha. Cho nên là sử dụng cái này thì các bạn cũng phải lưu ý. Ủa không, cái này là nhựa. Ủa này là cao su. Em bất ngờ quá. Sorry các bạn, đây là cao su. Confirm lại, đây là cao su nhưng mà cao su nó cứng hơn so với lại trên con cọc xe này. Đấy, nó là cao su cứng hơn một chút. Nên là thành ra là ok. Còn về sensor như thế nào? Sensor của con này cũng được sử dụng là của Pixel luôn. Để em nhớ mã rồi, mã hình như là BWM3325. Đúng rồi, 3325. 3325 hình như là nó DPI tối đa nhớ là 6400. Con này là 6400. Thì đây là một cái sensor cũng tương đối ok, chơi game được. Nó không cách biệt so với con 3327 khi nãy là mấy. Đúng rồi, nó không cách biệt. Nó gần như là giống như vậy. Nghe nó hơi cao hơn thôi. Nhưng mà có một cái mình thích và một cái mình không thích khi mà cầm cái lần đầu tiên đối với con này. Con này là mình chưa xài nha, chỉ có bé Linh xài thôi. Thì em biết cái anh thích là gì không? Cái anh thích là cái cảm giác di. Tức là đối với cái con này thì cái phần fit chuột á, nó được làm một cái chất liệu nó gọi là cái gì ta, kháng ma sát.
tức là nó ít ít bị ăn ma sát, nên là khi mà di sẽ thấy rất là mượt. Nè, mình sẽ di cái tiếng nha, cho các bạn nghe cái âm thanh của con này và con G304 nè. Mình sẽ kê cái micro gần lại. Đây là G304 nè. Các bạn thấy không? Thì rõ ràng là fit trên con G304 này nó không ngon bằng con này. Con này fit nó trơn hơn. Nhưng có một cái vấn đề là con này dây cứng quá. Dây khá cứng đúng không? Dây con này rất là cứng, nó bệnh và dày. Thành ra là khi mà ví dụ như là dây mà bị dùng á, nó bị chì đúng không? Nó đúng rồi, nó dây. Sẽ bị ghi cũng chuột theo. Thì cái này là cái anh không thích. Ví dụ như dây của con cọc xe dây nó sẽ mềm. Nó mềm. Dây con cọc xe nó mềm hơn một chút. Còn dây con này rất là cứng. Thì cái này là cái anh không thích. Thì nói chung là tổng quan lại, con này dành cho người có phong tay to. Chơi MOBA click ngon ha. Click ngon, có cái kiểu dáng nó khá đẹp và có led đẹp. Thì em đã gọi là tổng hợp với tất cả những công mà có phím click ngon và có thể chơi MOBA được, và cho tất cả những các bạn kiểu như là thích nè, thích hardcore hơn, kiểu cái tay lớn một xíu, tay nhỏ một xíu, và cũng như là tay trung bình. Thì tất cả mọi thứ đều trong cái list này rồi. Ok. Và đó là tất cả những con chuột mà tụi mình có trong list ngày hôm nay. Thì đây là chỉ là theo nhu cầu của các bạn và quan điểm của tụi mình mà thôi. Thì các bạn nghĩ sao? Các bạn còn những con chuột nào mà tụi mình thiếu nữa hay không? Thì hãy comment để cho mình biết nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.